Sáng nay ngày 20 tháng 8, Đảng Bộ Xã Quảng Trạch, huyện Quảng Sương kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng Bộ Xã 20 tháng 8 năm 1954, 20 tháng 8 năm 2024. Ngày 20 tháng 8 năm 1954, Tri Bộ Đảng Xã Quảng Trạch, tiền thân của Đảng Bộ Xã Quảng Trạch ngày nay được thành lập. Từ một tri bộ với 105 đảng viên, đến nay Đảng Bộ Xã Quảng Trạch có 315 đảng viên sinh hoạt ở 14 tri bộ trực thuộc trải qua chặng đường 70 năm xây dựng và phát triển. Trong bất kỳ giai đoạn nào, Đảng bộ xã Quảng Trạch cũng đoàn kết, lãnh đạo hệ thống chính trị và nhân dân địa phương thực hiện tốt các phong trào thi đua, đạt được nhiều thành tích kết quả quan trọng. Xây dựng xã Quảng Trạch ngày càng phát triển, đạt nông thôn mới nâng cao năm 2023. Thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 71,2 triệu đồng một người một năm. Văn hóa xã hội được quan tâm đầu tư, quốc phòng an ninh được giữ vững.